Vâng, thưa quý vị, giá lợn hơi vào hôm nay 28 tháng 10 tăng nhẹ tại một số địa phương trên toàn quốc. Tuy nhiên, đã thấy có dấu hiệu hết đà và sẽ rất khó đạt mức kỳ vọng là 60.000 đồng một kg như người chăn nuôi chờ mong. Hôm nay tại chợ đầu mối gia súc Hà Nam, giá lợn hơi quay đầu giảm và lượng lợn tồn đọng tại chợ là rất nhiều. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 45 đến 50.000 đồng một kg. Bình Thuận hiện đang thu mua với giá 50.000 đồng một kg, tăng 5.000 đồng một kg. Tương tự, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Thừa Thiên Huế giá trong khoảng 47 đến 49.000 đồng một kg. Hiện tại, mức giá phổ biến trong khu vực là 47.000 đồng một kg, có mặt tại Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Ninh Thuận. Giá lợn hơi tại miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 45 đến 52.000 đồng một kg. Đồng Nai, Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Vũng Tàu và Tây Ninh phổ biến quanh mốc 47.000 đồng một kg. Riêng Vũng Tàu tăng mạnh 7.000 đồng một kg trong vài ngày, lên mức giá cao nhất khu vực 52.000 đồng một kg. Các tỉnh còn lại phổ biến 48.000 đến 50.000 đồng một kg. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 46.000 đến 52.000 đồng một kg. Các tỉnh thành gồm Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình và Tuyên Quang cùng mức giá 47 đến 48.000 đồng một kg. Lào Cai, Vĩnh Phúc từ 48.000 đến 49.000 đồng một kg. Thái Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên và thành phố Hà Nội trong khoảng 50.000 đến 52.000 đồng một kg. Đáng chú ý, tại chợ lợn Hà Nam, giá quay đầu giảm sau một tuần tăng mạnh liên tục. Lượng lợn từ phía Nam về chợ lớn nhưng sức tiêu thụ kém, dẫn đến số lượng tồn đọng lợn tại chợ rất nhiều. Giá hiện tại như ngày hôm nay hàng loại 1 ấy là giá 44, 45. Giá loại 2 của nó là từ 40 đến 43. Giá này loại 3 của nó là 36 đến 38. Loại 4 là từ 30 đến 35. Cái lượng lợn mà trong năm mà ra từ hôm qua, từ chiều hôm qua theo cập nhật của sáng nay có mấy khách thương lái nóng lợn từ trong năm ra là từ chiều hôm qua đến 10 giờ sáng nay là tầm 30 xe. Ước tính là tầm 5.000 rưỡi đến 6.000 con. Nhưng mà chắc hôm nay thế này thì tồn 2.000 rưỡi đến 3.000 con. Ở chợ cái chứa nó đã hết chỗ chuồng chứa rồi thì phải để. Bây giờ đã đứng ở trên xe lâu thì phải đi tìm trại mà gửi. Thưa quý vị, nếu như đầu tuần trước giá lợn giảm sâu chỉ còn trên dưới 35.000 đồng một cân thì tuần này giá lợn hơi đảo chiều bất ngờ tăng từ 10 đến 15.000 đồng một cân lên mốc 50.000 đồng ở hầu hết các địa phương, tiệm cận gần với giá thành sản xuất. Tuy vậy đã có dấu hiệu cho thấy đà tăng hụt hơi và cũng không bền vững. Nhiều người thì lo ngại giá lợn có thể quay đầu giảm nếu như các doanh nghiệp lớn hạ giá bán ra và giá lợn nhảy múa đặt ra nghi ngại về những thế lực đứng đằng sau đang lũng đoạn thị trường. Và để giúp quý vị có cái nhìn rõ hơn về điều này, chúng tôi đã mời đến trường quay ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Cảm ơn ông đã tới với chương trình của chúng tôi. Thưa ông, với những con số vừa nêu và nhiều người cũng đưa ra lo ngại là giá lợn đang có cái sự tăng giảm rất là bất thường. Vậy ý kiến của ông thế nào ạ? Thực chất ra trong cái giai đoạn vừa rồi thì cái giá nó có cái bất thường. Ta cứ cảm tưởng đấy nó nên nhảy múa, thế nhưng mà thực tế ra mà nói thì trong giai đoạn vừa rồi thì sau khi diễn biến của dịch COVID-19 nó diễn biến rất phức tạp. Và có nhiều tỉnh phải giãn cách xã hội, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai cái thành phố có nhu cầu rất lớn. Mỗi một ngày nhu cầu thành phố Hồ Chí Minh khoảng độ 1.600 tấn và Hà Nội khoảng độ 1.000 tấn thịt các loại. Và như vậy thì khi đã bị giãn cách xã hội thì tất cả các cửa hàng nhà ăn rồi thì các bếp ăn tập thể, các cái trường học thì đóng cửa, cho nên cái nhu cầu nó giảm từ 30 cho đến 50%. Và như vậy nhu cầu nó giảm hẳn thì nó dẫn đến cái việc ứ đọng cái số lượng lợn ở các cái cơ sở chăn nuôi. Và như thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ có tự túc được khoảng độ 5 đến 10%, còn chủ yếu là cung cấp từ cái vùng Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ, cho nên ứ đọng lại, và kể cả thành phố Hà Nội cũng vậy. Thế thì cái nhu cầu nó giảm xuống thì nó dẫn đến ứ đọng của cái khối lợn lớn, cho nên cái giá nó có giảm xuống so với cái giai đoạn trước, tức là cái giá thấp nhất như vừa rồi nó giai đoạn từ khoảng độ 30 cho đến 35.000 một ký ở xuất trường. Nhưng mà trong khi đó thì trong mấy ngày vừa rồi thì cái giãn cách xã hội nó giảm đi, và cái giao thương rồi tất cả cái điều kiện các cái tỉnh, các cái địa phương, đặc biệt là hai thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nó trở lại cái dần dần trở lại cái sinh hoạt bình thường, cho nên cái nhu cầu nó tăng lên, và nhu cầu tăng lên thì chắc chắn là cái sản phẩm người ta bán ra sẽ được nhiều hơn, và tất cả những cái đấy hoàn toàn nó sẽ chủ động được. Và cái giá này nó cũng cao ở cái mấy cái trong cái tuần này thì nó tăng lên khoảng độ từ 40 cho đến 50.000 đồng một ký tùy theo cái ở các địa phương, nhưng giá này nó cũng chưa tiệm cận đến cái giá theo cái mặt bằng hài hòa giữa ba cái khâu,
Cho nên là mặc dù trong cái điều kiện vừa rồi thì cái giá nó thấp, nhưng cái giá ở các cái siêu thị rồi các cái cửa hàng ở các cái khu vực nội thành, nội thị thì giá vẫn cao, chênh lệch vẫn cao, tức là nó chưa hài hòa giữa ba cái khâu. Thì bây giờ dần dần nó sẽ trở lại cái nhu cầu bình thường và cái giá nó sẽ hài hòa giữa khâu sản xuất, giữa lưu thông phân phối và cái người tiêu dùng. Một câu hỏi ở đây đó là sau những gì chúng ta thấy trên thị trường thì giá của việc bán ra của lợn nó có cái sự đi theo cái động thái của các công ty lớn, thì có cái ý kiến cho rằng là có sự lũng đoạn ở đây, ông nghĩ sao? Thực chất ra thì ta không thể nói rằng cái việc lũng đoạn ở đây, dù sao cho nữa thì ở đây tôi nói rằng là có 16 cái doanh nghiệp chăn nuôi lớn về mặt lợn. Thì đối với này cái đàn lợn thương phẩm ấy, bây giờ hiện tại người ta có khoảng độ hơn 6 triệu con, tức là chiếm khoảng độ 23-24% tổng cái đàn lợn thịt của toàn quốc. Và như vậy thì không thể nói rằng là những cái doanh nghiệp này họ thao túng cái giá được, mà dù sao chăng nữa thì khi một cái số lượng lớn thì bao giờ người ta cũng có những cái chi phối và có những ảnh hưởng lớn về mặt thị trường. Nhưng mà để cho nó tiệm cận với cái giá có thể có hiệu quả, là vì nói cho cùng thì trong cái giá thành sản phẩm bây giờ đối với này thịt lợn hơi thì bây giờ giá thành nó dao động, đối với này nếu chăn nuôi khép kín ở các cái doanh nghiệp thì nó dao động từ 45-50 ngàn, còn nếu mà chăn nuôi phải đi mua con giống thì nó dao động từ 50-60 ngàn phải mua con giống. Thì cho đến giờ phút này thì nó mới gần tiếp cận đến cái giá thành của sản phẩm, còn nếu cái giá tầm cỡ 50 thì cái nuôi theo cái chuỗi thì vẫn có hiệu quả, còn nếu mà nuôi phải đi mua con giống mà các cái hộ đi mua thì vẫn còn đang lỗ. Cho nên là cái này nó đang tiếp cận dần với lại cái giá có thể giữa cái giá thành với lại cái giá bán và người chăn nuôi mới có hiệu quả được. Vâng, chúng ta thấy rằng hiện nay thì giá thức ăn chăn nuôi nó đang tăng cao, nhưng mà giá lợn thì nó lại đang nhảy múa, như chúng ta đang dùng cái cụm từ mô tả như vậy, và khiến cho bà con thì rất bất an. Có nhiều người đã bỏ chuồng và họ không tái đàn nữa. Nhưng mà nguy cơ thì có thể nhìn thấy được là sự khủng hoảng. Từ giờ đến Tết cũng chỉ khoảng 3 tháng nữa thôi, nhưng bà con thì cũng chưa cảm nhận được nhiều những cái tín hiệu từ phía Bộ Nông nghiệp. Ông có thể đưa ra một số cái thông tin, những cái giải pháp sắp tới đến từ Bộ được không? Thực chất là sau khi có cái diễn biến của cái dịch Covid-19 nó diễn biến phức tạp, thì Trung ương rồi Chính phủ cũng đã chỉ đạo rất kịp thời, có rất nhiều những cái hội nghị đấy, hội nghị với lại các cái tỉnh để chỉ đạo, rồi thì hội nghị với các cái doanh nghiệp. Thì với một cái cơ cấu của cái đàn giống hiện nay thì tổng đàn lợn của toàn quốc khoảng độ trên 28 triệu con. Thế và trong đó thì có khoảng độ 2,93 triệu con nái sinh sản, và trong đó thì còn lại là các cái đối tượng của lợn khác. Thì với cái cơ cấu đàn lợn như thế này và với cái 9 tháng đầu năm thì cũng đã sản xuất được khoảng độ 4,7 triệu tấn thịt các loại, với lại khoảng độ 12 tỷ quả trứng và gần 900.000 tấn sữa, thì gần 900 tấn sữa, thì cái số lượng này có thể chủ động được cái nguồn thực phẩm trong nước cũng như một phần cho xuất khẩu. Và ta xác định rằng các cái kể cả các hộ chăn nuôi cũng như các cái doanh nghiệp, mà đặc biệt 16 doanh nghiệp như ban đầu tôi nói, thì cái tăng trưởng của họ vẫn duy trì được. Và với cái tốc độ này thì ta xác định rằng là cái chăn nuôi là một cái nghề rồi, thì ta vẫn phải chăn nuôi bằng chất chuyên nghiệp, đặc biệt là các cái hộ chăn nuôi cũng không phải vì rẻ thì bỏ chuồng hoặc là đắt thì lao vào nuôi. Cho nên ta xác định một nghề rồi thì kể cả lúc đắt lúc rẻ ta vẫn phải chăn nuôi, và chăn nuôi làm sao đấy chỉ đảm bảo cái an toàn sinh học cũng như là phải sản xuất theo một cái chuỗi thì có thể cân đối giữa cung với cầu và có kế hoạch sản xuất cho nó chủ động cái sản phẩm, tránh cái trường hợp lúc thừa lúc thiếu để dẫn đến cái việc giá là có những cái thay đổi đột biến. Vâng, vậy thì với người chăn nuôi thì làm sao để bảo vệ được họ trong cái thời điểm mà họ đang cũng rất là hoang mang như thế này? Thực chất là trong bối cảnh hiện tại thì nó rất nhiều khó khăn đấy, khi dịch Covid xảy ra thì đứt gãy một loạt những cái chuỗi cung ứng, và trong đó có những cái chuỗi cung ứng về mặt đầu vào, đặc biệt là thức ăn. Thức ăn thì trong cái giai đoạn vừa rồi là tăng cao khoảng độ 16-36%. Trong khi đó thì cái giá sản phẩm bán ra thì không được cao, do cái nhu cầu sản phẩm nó thấp cho nên là giá bán ra nó thấp, cho nên là người chăn nuôi cũng sản phẩm đang ứ đọng. Hơn nữa là cũng phải chịu cái giá thấp vừa rồi, cho nên có những cái phần nỗ mà bây giờ khó khăn nhất là mặt tiền vốn. Ngoài cái việc ra thì cái việc mà nếu sắp tới đây, ngoài cái việc chăn nuôi an toàn ra thì nhà nước các cái cần phải có những cái chính sách, và đặc biệt có những sách hỗ trợ cho cái nguồn vốn tín dụng bây giờ để có thể người ta duy trì được cái chăn nuôi hiện tại và có thể phát triển và tái đàn, để làm sao lấy không ảnh hưởng đến cái sản phẩm cuối năm này, và đặc biệt là những cái Tết như Tết Nguyên đán sắp tới đây Nhâm Dần, thì cái nhu cầu bao giờ nó cũng tăng khoảng độ 10-15%, cho nên phải chủ động được cái nguồn thực phẩm cho ngày Tết này. Tuy nhiên thì có thể ngày Tết thì người ta có thể xuất
cái sản phẩm này non lên một chút, thay vì cái việc người ta xuất từ 100 cho đến 120 ký thì bây giờ có thể người ta xuất từ 70, 80, 90 ký thì có thể nó vẫn cân đối được, nhưng mà với một cái điều kiện là khi kiểm soát được cái dịch Covid-19 ở trên người thì chắc chắn với lại cái kế hoạch sản xuất của năm 2021 này khoảng độ được 6,2 triệu tấn thịt, khoảng độ 1,2 triệu tấn sữa và khoảng độ 16 tỷ quả trứng thì sẽ cơ bản đáp ứng đủ được cái nhu cầu thực phẩm trong nước và một phần cho cái việc xuất khẩu. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của ông với chương trình hôm nay của chúng tôi.